Hội thảo hay lừa đảo người cao tuổi? Kính thưa quý vị, nếu như trước đây bọn lừa đảo tổ chức các chuyến du lịch không đồng rồi bày mê hồn trận để người già xa bẫy mua hàng kém chất lượng với giá cao, thì gần đây bọn lừa đảo lại chuyển đổi chiêu thức mới là tổ chức hội thảo mời các cụ cao tuổi hướng dẫn cách sống dưỡng sinh rồi quảng cáo bán các loại thuốc thần dược cho sức khỏe với giá rất cao, nhưng chất lượng thì bắc thang lên hỏi ông trời. Lợi dụng tình trạng buôn bán ế ẩm tại các chợ tiểu thương rất nhàn rỗi và các cụ có nhiều thời gian, chúng vẽ ra các hội thảo khoa học về cách sống khỏe, giới thiệu các sản phẩm có tác dụng cải lão hoàn đồng hay trường sinh, đánh thẳng vào tâm lý cần sức khỏe của các cụ. Bài vở được dàn dựng đầy đủ, công phu, chiêu trò mua sản phẩm cuối giờ được hoàn lại tiền, rồi cả những câu lọt tai, sống khỏe, chết nhanh, ít của để dành, nhiều người thương tiếc. Đặc biệt chúng tâng bốc để các cụ hãnh diện thấy mình được nâng cao, coi trọng, thành nhân vật đặc biệt với giấy mời trang trọng, rồi phân biệt làm trò như dưới 50 tuổi không được tham dự hội thảo. Cứ tham gia là có quà dầu ăn, mì chính, gạo, đường, sách về, được phát những hòn đá thần kỳ nấu canh thả vào là hút hết mọi độc tố, thành canh mầm đá đúng nghĩa đen. Chỉ là hòn đá quậy mà hút độc, tiết ra chất chống ung thư, chữa bệnh thì chắc loại đá đó phải đắt hơn kim cương, chứ làm gì có phát miễn phí như vậy. Những người tổ chức hội thảo chắc chắn sẽ là những nhà khoa học lừng danh và có thu nhập tương đương tỷ phú, chứ không phải sách mắm bê gạo đi phát cho người cao tuổi. Nói thật lòng là chúng đánh vào lòng tham của các cụ cùng với tâm lý muốn chăm sóc sức khỏe, được tôn trọng khi cứ đi là có quà, đâu biết đó rồi sẽ là tiền của mình. Chúng thả con săn sắt, bắt con cá rô, dẫn dụ, thao túng tâm lý các cụ rồi mới bày bán hàng với đủ trò lừa đảo. Nào sản phẩm thuốc này có giá trị đặc biệt tốt chống đột quỵ, cải thiện tuần hoàn não, thải độc tố cho cơ thể. Nhưng rất tiếc, số lượng chỉ còn 10 hộp mà số người đăng ký mua quá đông. Chúng cháu xin được tổ chức bốc thăm, còn không sẽ có cụ mua cả lô 10 hộp. Thế là các cụ xôn xao lên tranh nhau đòi mua, bốc thăm, còn cãi nhau chí chóe để mua cho bằng được. Không dám tự ý kết luận có sự ăn chia lợi nhuận hay không, nhưng những hội thảo này thường có sự giúp sức đắc lực của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hội trưởng phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi các hội nhóm, cũng như chủ tịch một số câu lạc bộ. Họ vận động tham gia hội thảo, đưa giấy mời đến tận nhà các cụ. Muốn tham gia phải thuộc suất ưu tiên, được người quen giới thiệu, nguồn quà biếu các cụ lấy từ các quỹ hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, nên các cụ cứ nhận thoải mái. Nhóm lừa đảo này biết rõ không thể lừa được người trẻ tuổi vì họ đủ thông tin, cách thức để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, giá cả của mặt hàng trên, trẻ nhả ra, già thì thịt. Các cụ già không rành công nghệ cũng như cách sử dụng điện thoại thông minh để kiểm tra thông tin nên chúng dễ dàng tung hỏa mù, quảng cáo các mặt hàng với các công dụng thần kỳ. Nào ăn cung ngưu hoàng chống đột quỵ, chống ung thư, hắc sâm, hồng sâm Hàn Quốc, chất lượng cực tốt đứng đầu các loại sâm nhung, quế, phụ, có thể bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ. Thực sự chỉ có nếp sống lành mạnh, ăn uống, thể dục vận động hợp lý mới có thể giúp các cụ khỏe mạnh được, chứ không có thứ thuốc hay thực phẩm nào thay thế được. Quy luật sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh khỏi. Đến tuổi là một số bệnh do tuổi tác phát ra, không thể tránh khỏi, dù có dùng bất cứ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào cũng không cản lại được. Nếu như sản phẩm quý thực sự thì các cụ sẽ không phải là đối tượng ưu tiên, mà người thân, người nhà của những người tổ chức hội thảo sẽ được ưu tiên trước. Thủ đoạn của nhóm lừa đảo này là tâng bốc cả sự bảo thủ của các cụ, khi luôn nói con cháu các cụ chỉ được cái trứng khôn hơn vịt, không hiểu nhẽ, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Nên khi con cháu khuyên can, thậm chí là cấm cản các cụ cũng không nghe. Hội thảo tổ chức vào giờ hành chính khi con cháu đi làm, đi học hết, không ai vạch mặt chúng được. Biết rõ là lừa đảo khi chúng bán những sản phẩm không được kiểm chứng chất lượng với giá cắt cổ, nhưng việc xử lý và đưa ra pháp luật rất khó, khi đó là giao dịch dân sự thuận mua vừa bán. Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, cơ quan chức năng đã ra tay bắt giữ lô hàng kém chất lượng bán tại hội thảo của công ty LSKT. Các sản phẩm ăn cung hoàng, kem đánh răng, hắc sâm sẽ được kiểm định và xử lý nghiêm. Hy vọng với sự tích cực vào cuộc của chính quyền, công an, cơ quan quản lý thị trường tệ nạn này sẽ bị dẹp bỏ, trả lại cuộc sống bình an cho các cụ cao tuổi sống trên địa bàn. Sập bẫy lừa xuất khẩu lao động trên tàu 5 sao. Kính thưa quý vị, những người dân đến từ nhiều vùng quê, các tỉnh miền Trung đã sập bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động theo hình thức du lịch trên tàu 5 sao. Hôm tòa xét xử, hai bị cáo trong vụ án cũng thừa nhận rằng chẳng có chuyện xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Bản thân họ vẽ ra viễn cảnh để đưa các con mồi vào chồng nhằm chiếm đoạt tiền của họ. Giăng bẫy. Phiên tòa xét xử hai bị cáo Vũ Đức Minh, 41 tuổi và Đinh Hồng Quang, 44 tuổi, cùng chú ở Hà Nội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đến 150 người là bị hại. Nhưng hôm ấy, tại Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chỉ có 5 người là bị hại có mặt. Một số người thân của các bị hại khác đang sinh sống tại Đà Nẵng xin tòa được ngồi dự phía dưới. Hồ sơ thể hiện khoảng tháng 4 năm 2021, Minh và Quang đã lợi dụng lòng tin của nhiều người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ.
để giăng bẫy, Minh và Quang lên mạng xã hội đặt làm thẻ căn cước công dân giả mang tên Trần Danh Cường để Quang sử dụng, Phạm Doãn Tuấn, Minh sử dụng. Sau khi có căn cước công dân giả, cả hai cùng mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa được sau này. Để tạo lòng tin cho những người có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động chui, cả hai bị cáo lên mạng xã hội quảng cáo đăng thông tin liên lạc giả của mình. Khi có người liên hệ, Minh và Quang thỏa thuận về việc nhận đưa họ đi Hàn Quốc lao động bằng hình thức du lịch trên tàu 5 sao xuất phát từ cảng Đà Nẵng. Khi đi đến Hàn Quốc thì trốn ở lại để lao động chui. Giá tiền cho mỗi trường hợp đi Hàn Quốc chót lọt dao động từ 8.000 đến 11.000 đô la Mỹ. Khi có con mồi liên lạc, Minh và Quang hẹn họ đến Hà Nội để khám sức khỏe và thu phí mỗi người 5 triệu đồng. Sau đó họ được hẹn đến Đà Nẵng để xét nghiệm COVID-19 lần cuối rồi lên tàu 5 sao để đi Hàn Quốc. Khi những bị hại đến Đà Nẵng, Minh và Quang yêu cầu mỗi người phải nộp 300 đô la Mỹ để làm thẻ lên tàu và chi phí sinh hoạt trên tàu. Bằng chiêu thức này, hai bị cáo đã lừa được 150 người đến Đà Nẵng để lên tàu 5 sao đi du lịch Hàn Quốc và hẹn tối ngày 15 tháng 5 năm 2021 sẽ xuất phát. Sau khi đã thu hơn 1,8 tỷ đồng của 150 bị hại, cả hai cắt hết mọi liên lạc và bỏ trốn vào Cần Thơ. Bị lừa lôi kéo thêm người bị lừa. Tại tòa, Minh với vai trò là khởi xướng, chủ mưu và Quang đều khai nhận rõ ràng hành vi phạm tội của mình. Minh thừa nhận là không có chuyện đi Hàn Quốc và cũng chẳng có chuyến tàu 5 sao nào. Bị cáo chỉ tính để lừa lấy tiền, may rủi được bao nhiêu thì được. Cũng theo bị cáo này, ban đầu Minh nghĩ chắc chỉ lừa được khoảng 10 đến 20 người, không ngờ lên đến 150 bị hại. Cứ người này vô tình dính bẫy thì lại giới thiệu tiếp người khác. Họ giới thiệu người quen, bạn bè với mục đích giúp nhau để có thể đi xuất khẩu lao động, nhưng cũng có phần vì lợi nhuận. Bị cáo hứa nếu đi được, mỗi người đóng 10.000 đô la Mỹ, nhưng bị cáo chỉ nhận 9.000 đô la Mỹ, còn 1.000 đô la Mỹ bị cáo cho lại họ vì đã giới thiệu người cho bị cáo. Được lợi như vậy nên người này lôi kéo người kia giúp bị cáo dễ dàng lừa được nhiều người. Mình cũng nói rằng mình tính toán chỉ lừa mỗi người khoảng 12 triệu đồng, cũng là khoản tiền nhỏ nên các bị hại không kiện tụng gì. Mình cũng nhận trách nhiệm và xin hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Quang vì chỉ làm theo lời của bị cáo. Còn Quang cũng thành khẩn khai nhận xin lỗi các bị hại và gia đình, bày tỏ mong muốn sớm trở về với cuộc sống để làm ăn chân chính, bồi thường cho các bị hại. Khi được hỏi ý kiến, các bị hại đề nghị các bị cáo trả lại tiền và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho họ. Đừng để bị lừa vì nhẹ dạ cả tin. Đối với Minh và Quang, hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đều ý thức được việc làm của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người. Hành vi được thực hiện bài bản, nhiều lần, có sự cấu kết, có tổ chức. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm khắc. Các bị cáo không có nghề nghiệp nhưng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều lần việc chiếm đoạt tiền của 150 người, lấy tiền phạm tội như là thu nhập chính của bản thân, vì vậy cần áp dụng thêm tình tiết tăng nặng. Qua đó, tòa đã tuyên bị cáo Minh 24 năm tù, còn Quang là 23 năm tù cùng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cuối phiên tòa hôm đó, chúng tôi gặp ông T là bị hại ở bên ngoài hành lang. Ông nói rằng ở quê làm ruộng không có thu nhập gì thêm, cuộc sống bí bách nên khi thấy Minh, Quang giao trên mạng xã hội liền liên hệ. Được họ hướng dẫn nộp hộ chiếu và cam kết cấp visa, sang đến nơi mới đóng tiền nên ông tin tưởng. Mình nghĩ xuất khẩu lao động được thì cuộc sống sẽ đỡ khó khăn, vất vả hơn, làm lụng kiếm tiền gửi về quê hương giúp đỡ gia đình. Cùng suy nghĩ đó nên ông và nhiều người khác phải vay mượn gần 12 triệu đồng để đóng tiền khám sức khỏe, chi phí sinh hoạt. Nhưng nào ngờ, ước mơ đã vụt tắt. Hôm nay ông phải đi xe khách suốt đêm từ quê vào Đà Nẵng, thuê chỗ trọ để lên tòa với hy vọng đòi lại được số tiền đã đóng cho nhóm lừa đảo. Hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này, lỗi một phần cũng xuất phát từ các bị hại. Nguyện vọng xuất khẩu lao động nước ngoài là chính đáng, tuy nhiên các bị hại phải hiểu nó phải được thực hiện bằng con đường chính ngạch đúng pháp luật. Xuất khẩu lao động mà đi bằng tàu du lịch 5 sao, đi rồi trốn lại làm chui, nghe thôi đã thấy không bình thường rồi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.